Làng Lacu cách thành phố Geneva của Thụy Sĩ khoảng 50 km. Không giống như những ngôi làng khác nằm trọn vẹn trong một lãnh thổ của một quốc gia nào đó, thì ngôi làng này thuộc cả hai nước là Pháp và Thụy Sĩ. Ngôi làng có nhiều công trình kiến trúc ấn tượng này càng thêm nổi tiếng bởi có một nơi rất đặc biệt, đó chính là khách sạn Albert Francosus nằm trên đường biên giới của cả hai nước. Một đêm nghỉ ở đây thì du khách sẽ có những trải nghiệm rất khác lạ. Bên trong khách sạn Albert Francosus có một mốc biên giới giữa hai nước Pháp và Thụy Sĩ. Ngôi nhà này có 30% diện tích nằm trên lãnh thổ Thụy Sĩ và phần lớn còn lại thuộc nước Pháp. Căn phòng đặc biệt nhất trong khách sạn là phòng nghỉ số 9. Chiếc giường ngủ này nằm ngay trên đường biên giới của hai nước. Một nửa chiếc giường thuộc nước Pháp và một nửa còn lại là của Thụy Sĩ. Điều đó có nghĩa là khi ngủ trên giường, phần chân của khách đặt trên nước Pháp, còn phần thân và đầu là ở Thụy Sĩ. Chủ khách sạn từng định gắn một cửa sổ ở đây, nhưng vì chỉ có chính quyền Thụy Sĩ cho phép, còn phía Pháp không đồng ý, nên người ta đã lắp một chiếc gương thay thế. Bên cạnh đó, trong phòng ngủ này còn có hai kiểu ổ cắm điện khác nhau của hai nước. Phòng ăn, nhà bếp và nhiều căn phòng khác trong khách sạn Albert Francosus cũng mang nét đặc trưng của hai quốc gia như thế. Ngôi nhà này được ông chủ đất và một nhà kinh doanh hợp tác xây dựng nên nhằm lợi dụng sự thuận lợi khi nằm trên biên giới của hai nước. Lúc đầu họ chia nhà làm hai phần, phần bên Thụy Sĩ để bán rau cải và phần ở nước Pháp làm quán rượu. Đến năm 1921, chúng được sáp nhập lại thành một khách sạn, mang đến cho khách những trải nghiệm lý thú ở nơi có sự giao thoa giữa hai nước.